Liếc Khắc Ghi tình tiết vụ tai họa đang gây chú ý trên mạng thôn hội. Theo đó, người thiếu nữ đang đi bộ trên vỉa hè thì bất thần bị một ô tô đâm văng lên cao. Trước đó, chiếc ô tô đã mất lái, di chuyển bất soàn xỉnh với vận tốc cao. Thậm chí, xe này còn lao qua giải phân cách, hút đổ cây rồi mới đâm vào người thiếu nữ. Trong thấy ô tô từ xa lao đến, người thiếu nữ vẫn không thể tránh cú đâm kinh khủng hoàng. Nạn nhân được cho là bị thương nặng, nguy năng đến tính mạng. Người thiếu nữ phát hiện được điều bất soàn xỉn từ xa rồi nhưng mà tay chân vương tóm cập, không biết làm thế nào. Đúng là họ từ trên trời rơi xuống, thành viên Mạnh Văn bình luận. Chị ấy phản ứng nhanh hơn chút nữa, chạy ra khỏi hướng lao của ô tô thì có lẽ đã thoát hiểm, một người khác nhận xét.